Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện doanh môn phục quý của tác giả Vân Nghe. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 106, vừa ý. Tề tam tiểu thư về tới nhà, nhìn ca ca ăn thuốc ho thì tự tay đưa chén thuốc bổ tới. Tề nhị lang uống một ngụm thì hơi cau mày, vừa ăn mật ngọt xong nên thuốc càng thêm đắng tợn. Tề tam tiểu thư nhìn tề ngũ tiểu thư, cười nói, nhìn kia miệng của đại tài tử nhà chúng ta bị dưỡng thành kén trọn rồi. E rằng sau này nhìn thấy thuốc sắc đen thui liền nuốt không nổi nữa. Tề ngũ tiểu thư kéo tay áo của tề tam tiểu thư, để yên cho ca ca học bài đi, lát nữa cha biết thì chúng ta lại bị mắng cho mà xem. Tề tam tiểu thư bày bánh ngọt được trần gia tặng lên bàn trà, biết rồi, cha nói chỉ còn mấy tháng nữa là trường thi mở cửa thời gian này quấy rầy ca ca học chính là tội lớn. Nhìn thấy tề nhị lang không có bất kỳ biểu cảm gì, tề tam tiểu thư le lưỡi kéo tề ngũ tiểu thư ra ngoài. Cửa phòng được đóng lại, than trong lò cháy đỏ, tề nhị lang đứng lên đến trước lò hơ tay, ánh mắt không tự chủ nhìn ngược về phía bàn trà. Bánh ngọt bầy trên đĩa sứ trắng trông vừa mềm vừa ngon miệng, trước mắt y hiện lên nụ cười ấm áp của Trần Lục Tiểu Thư và sự thanh nhã chín chắn khi không cười của nàng đến khi tay bị than hơ đỏ hồng tề nhị lang mới cuống quýt thu tay về giật mình ho khan vài tiếng nhà hoàn bên ngoài nghe thấy tiếng họ liền vội vàng buông kim khâu trong tay xuống nhỏ giọng hỏi nhị ra có phải lò than nóng quá không tề nhị lang vắt gọn ống tay áo trở về trước bản sách cầm bút lên nghiêm nghị hắng giọng rồi trầm tĩnh nói mọi thứ vẫn ổn bên ngoài truyền đến tiếng bước chân đi khỏi tề nhị lang thở phào bàn tay hơi run khiến mực nơi đầu bút nhỏ xuống vấy bẩn vạt áo. Lâm Di và Linh Lung ngồi chọn chỉ để thêu rèm hoa mai làm quà cưới tặng Lâm Sương. Lão Thái Thái nhảnh cả có ý định qua năm mới sẽ dẫn cả nhà đi nhà tổ. Thêm hai ba ngày nữa là thêu xong rồi. Quất Hồng bước vào, nhìn thấy liền cười nói, hoa mai này thêu nhìn như thật vậy. Cứ như hơi lay động là sẽ tỏa hương ngay ấy. Linh Lung vui vẻ nói, còn phải nói sao, bằng không tứ tiểu thư đã chẳng trăm phương nghìn kế bắt tiểu thư chúng ta giúp nàng ta theo hầu bao để lấy le với chúng nữ quyền huân quý tôn thất trong kinh phúc kiến liên tiếp gửi tin báo chiến thắng về kinh trần doãn chu tòng quân tham gia đội tiên phong quay lại tất nhiên sẽ được tham quan cho nên nhị thái thái điền thị và lâm phương càng được nữ quyến trong kinh hoan nghênh hơn linh lung nói chân chính lập được công to là lão gia nhà chúng ta mà thái thái với tiểu thư đầu có rêu dao như bọn họ đây chính là đạo làm quan, lấy trầm tĩnh và như trong cương làm đầu, không để bị các nhân tố ngoại lai tác động. Cha nàng thật sự rất vất vả, bất cần đi sai một bước là sẽ phải đánh đổi bằng tính mạng. Đâu phải ai cũng làm được như cha, một mực trung trinh, sống không thẹn với lương tâm. Thiều thêm một lát lâm di mới buông kim khâu xuống, đi tới phòng lão thái thái dùng bữa. Hai bà cháu ăn cơm xong thì bắt đầu thu xếp công tác đón năm mới lão thái thái nhánh cả đưa danh sách các chỗ cần tặng quà cho Lâm Di xem, đây đều là các mối quan hệ nhánh cả giữ gìn suốt nhiều năm qua. Năm mới tặng lễ và nhận lễ luôn đi cùng nhau, lão thái thái nhánh cả bảo Lâm Di viết ra giấy nên tặng gì, đến đêm hai bà cháu cùng soi đèn chỉ vào từng món trong danh sách bàn bạc với nhau. Trong lúc nhà nhà vội vàng chuẩn bị đón năm mới, kinh thành liên tiếp diễn ra mấy vụ xử trảm vây cánh của thành quốc công chứng tỏ hoàng thượng căm thù thành quốc công đến tận xương tùy. Tiểu thư nhà hải ngự sử không kịp chờ đến đầu xuân đã gả vào nhà chồng, nhưng chuyện này vẫn không giúp hải ngự sử giữ được mạng. Sau khi nhóm hải ngự sử đầu rơi máu đổ, trong kinh cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Triều đình có ý định triệu viên lão gia về phục chức, viên lão gia lấy cớ thân già sức yếu xin nghỉ, hoàng đế nhiều lần giữ lại nhưng rốt cuộc vẫn phải thành toàn cho ông còn thuận theo sự tiến cử của ông, bổ nhiệm phu quân của Trần Lâm Kiêu là viên nhị gia làm quan chính thất phẩm, quản lý điểm tịch cho nội các. Viên gia vừa đãi tiệc ăn mừng xong, Lâm Kiều liền thuận lợi sinh ra một bé trai bụ bẫm. Cậu bé tròn tháng, viên gia lại tổ chức tiệc mừng, thân là thông gia, Trần gia cũng tới viên gia dự tiệc. Mọi người ai cũng nói chúng cháu đại nạn không chết, về sau nhất định có phúc. Lâm Kiều vui vẻ nói với Trần Lão Thái Thái, thật ra cháu biết, nếu không có tổ mẫu giúp đỡ, nàng lại quay sang nhìn Lâm Di và lục muội muội hỗ trợ, chúng cháu làm gì được như hôm nay. Lâm Di khom lưng nhìn vào trong nôi, bé trai với khuôn mặt hồng hào đang ngủ say sưa, chỉ khi nhụ mẫu tới thay tã, bé mới dãy rụa khóc toáng lên. Lâm Di đưa món tay thử trêu đùa, bé liền nắm lấy ngón tay nàng, các món tay nhỏ xíu nhưng lực nắm lại mạnh mẽ. Trần Lão Thái Thái hạ giọng hỏi, sao viên học sĩ lại xin nghỉ trong khi Hoàng thượng muốn triệu ông ấy quay lại vậy? Lâm Kiều chỉnh nhẹ dài băng đầu hơi lệch, cho nha hoàn lui xuống hết mấy nhỏ giọng đáp, cha chồng cháu nói, sau chuyện này giữa quân thần đã có ngăn cách, cho dù về phục chức cũng chưa chắc được kết thúc trong yên lành, không bằng nhân dịp này tranh cho nhị ra một chức quan vận hơn. Thì ra là thế viên lão gia đúng là cáo già biết lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi làm vậy không những bảo toàn danh phận mà còn có thể trải thảm đỏ cho con trai mình dứt lời lâm kiều nhìn thoáng qua đứa con trai nằm trong nôi cháu nghe cha chồng nói ông sẽ tìm cơ hội tụ tập vài người quen cùng nghĩ cách góp lời xin phục tước cho nhà chúng ta nhưng chuyện này cần phải xem thời cơ bây giờ cận thần châu trực ở nam thư phòng chính là an đạo thành người này vốn là họ hàng xa với lâm gia muốn nhờ y thì phải có lâm gia mở lời nhưng hình như an đạo thành lúc đánh tiếng với hoàng thượng an đạo thành nhắc tới nhà mẹ đẻ của trần nhị lão thái thái hiển nhiên là cùng lâm gia đứng về phe của nhị lão thái thái đồng thị rồi làm sao có khả năng giúp cha nàng trần lão thái thái trầm ngâm trong khoảnh khắc loại cơ hội này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu chờ một thời gian đi không nên nóng này lâm kiều gật đầu đúng là phải hoàn toàn chắc chắn mới nên hành động, bằng không sẽ thành hấp tấp rồi hỏng việc. Cậu nhóc trong nổi bỗng khóc toáng lên đòi bú, Trần Lão Thái Thái cùng Lâm Di Đành trở về nhà chính nói chuyện với các nữ quyến. Tiểu tiêu thị ngồi trên ghế nệm có lưng rửa, tuy mùa đông bà mặc nhiều lớp không lộ bụng nhưng mọi người đều đã hay tin, nên thừa dịp này đều chúc mừng luôn miệng. Viên đại thái thái cũng tặng cho tiểu tiêu thị tranh về tiểu đồng tử mặc yếm. Tiểu tiêu thị cười đỏ hồng cả mặt. Tiểu nha hoàn bỗng lên tiếng báo, lâm đại thái thái đến à. Tất cả quay đầu nhìn, lâm đại thái thái tươi cười bước vào. Hôm nay bà ta mặc y phục màu hoa hạnh rực rỡ, áo choàng lông trồn khoác ngoài. Bao tay giữ ấm cũng bằng lông trồn nữ quyến gặp nhau rối rít chào hỏi. Viên đại thái thái nói, biết thanh ca nhà cô sắp vào trường thi nên tôi cho người gửi tin bảo cô đừng đến, không khéo tốn thời gian của cô. Lâm Đại Thái Thái nở nụ cười tự tin, không sao, mấy ngày nay Thanh Ca đều đến thư viện thỉnh giáo tiến sĩ, đi sớm về trễ, tối ở nhà cũng đâu giúp đỡ được gì. Nghe vậy rất nhiều người liền lộ vẻ hâm mộ tán thương. Nói tới khoa cử Lâm Đại Thái Thái đương nhiên có vốn để kiêu ngạo, kiếp trước lúc Lâm Di gả cho Lâm Chính Thanh, hắn vừa thi đấu tiến sĩ. Lâm Di bưng chén trà tới cho tiểu tiêu thị, tiểu tiêu thị cầm lấy uống một hớp, nước trà nấu từ táo đỏ kỳ tử và gừng nên uống vào rất ấm bụng dễ chịu sau khi hoài thai tiểu tiêu thị thường bị nôn ngén nhờ uống trà này mà đỡ hơn nhiều lâm đại thái thái nhìn khuôn mặt hồng hào của tiểu tiêu thị mỉm cười hỏi nhị gia nhà cô sắp thi hương đúng không gần đây hoành ca học hành tiến bộ hơn trước nhiều đã đủ khả năng tham gia kỳ thi hương tiểu tiêu thị gật đầu xác nhận vâng đáp xong bà hơi mất tự nhiên cúi xuống nhìn ngắm móng tay động tác gượng gạo này khiến chúng nữ quyền đều nhìn ra manh mối ánh mắt của lâm đại thái thái nhìn lâm di như chỉ hận không thể đốt thủng hai lỗ trên mặt nàng lâm di hơi cúi đầu muốn tham gia thi hương thì phải được lâm sinh giới thiệu lâm sinh là những người đứng hàng đầu của các kỳ thi hương trước lâm chính thanh chính là một trong các lẫm sinh khí cầu đó lâm đại thái thái muốn ép tiểu tiêu thị đây mà nhưng mỗi năm đều tổ chức kỳ thi hương, lẫm sinh có ít thì cũng đâu đến nỗi không phải lâm chính thanh thì không được. Tiểu tiêu thị hôm nay đúng là khác hẳn ngày thường, bởi vì chỉ cần nhớ tới lần trước lâm ra hỏi thăm nhũ danh của lâm di để đe dọa họ, bà tiền chẳng muốn ép mình tiếp tục nói chuyện với lâm đại thái thái nữa. Tiểu tiêu thị không giỏi ăn nói, nhưng hành động của bà đã như một đòn cảnh cáo đánh vào mặt lâm đại thái thái nhìn sắc mặt hết đỏ rồi trắng của Lâm Đại Thái Thái, Lâm Di cười thầm. Trong phòng quả nhiên trầm lắng hắn, Trung nữ quyến đều quay sang uống trà, rửa sang khăn tay. Lâm Đại Thái Thái hắng giọng một tiếng thật to, Trần Đại Thái Thái đồng thị cười bảo, nhà mẹ tôi có một đứa cũng vừa tới tuổi thi hương, đại gia nhà cô là lẫm sinh, chúng tôi đang định nhờ cậu ấy viết hộ một phong thư tiến cử đấy. Bấy giờ Lâm Đại Thái Thái giãn chân mày, tươi cười với Trần Đại Thái Thái đồng thị, chuyện này dễ thôi, trở về tôi sẽ bảo Thanh ca viết ngay cho cô. Dứt lời Lâm Đại Thái Thái tươi cười nhìn Lâm Huyền, Lâm Huyền đỏ mặt trước ánh mắt của bà ta. Lâm Đại Thái Thái nói, Trần Tam tiểu thư đúng là càng ngày càng xinh như hoa ấy nhỉ. Trần Đại Thái Thái đồng thị nghiêng đầu nhìn con gái mình, cô nói quá rồi. Qua hai ba câu này, mọi người đều nghe ra được vấn đề nhớ tới ban đầu lâm gia vốn hướng về lâm di họ lại rối rít liếc về phía nàng thấy vẻ mặt nàng vẫn bình thản như cũ thì mới mất hứng thôi không nhìn nữa kiếp trước lâm uyển bày mưu tính kế để gả cho lâm chính thanh kiếp này nàng sẽ tránh thật xa nhìn hai người bọn họ làm thế nào để thuận lợi kết đôi các trưởng bối nói chuyện chúng tiểu thư vào trong phòng xem kịch bóng dối kịch bóng dối kịch dùng bóng của các con dối vở kịch lần này lâm di chưa từng xem cốt truyện nói về màn cưới hỏi giữa một đôi trai tài gái sắc bị một gã ác bá ở địa phương phá dối. Cuối cùng huyện Thái Gia làm chủ trừng phạt gã ác bá, nam cưới nữ gả hai nhà cùng vui. Khi thấy ác bá bị phạt đánh gậy, Lâm Phương bỗng tại gần Lâm Di nói, lục muội muội biết gì chưa, tam tỷ tỷ sắp được gả cho Lâm Đại Gia rồi. Lâm Di chỉ ừ, một tiếng, tiếp tục xem kịch. Lâm Phương nhíu mày, theo ta thấy, bọn họ rõ ràng đã mưu tính từ trước, bằng không sao bỗng nhiên tại. Lâm đại gia là ứng cử viên trạng nguyên, không biết bao nhiêu người muốn vợ được mối này đâu, vậy mà đại bá mẫu có thể tặng lẽ với được. Trước đó đại bá mẫu săn đón muội là vì muốn lấy lòng lão thái thay nhánh cả thôi, sao muội vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy? Thể muốn nàng làm gì đây? Lâm Di quay lại nhìn Lâm Phương, tứ tỷ tỷ cũng muốn gả cho Lâm đại gia sao? bằng không sao tỉ tại để bụng như vậy nghe thể lâm phương bỗng đỏ mặt ngay sau đó tiền trợn tròn mắt muội đúng là không biết tốt xấu ta chỉ ẩm ức hộ muội thôi chứ lâm đại gia làm gì vào được mắt ta ngọc kép chương 107, khải hoàn lâm gì biết lâm phương muốn nói gì lâm phương muốn nói bây giờ nàng ta đã trèo lên được tôn thất sắp gả cho khang quận vương rồi cho nên lâm gia đã sớm không còn trong mắt nàng ta được rồi tứ tỷ Lâm Di nghiêng đầu về phía sân khấu kịch. Ngồi xuống xem kịch được rồi đó. Khó khăn lắm mới được yên tĩnh mấy ngày, có gì lại tự chốt lấy phiền toái chứ. Lâm Phương cười khẩy, đồ không tim không phổi, dứt lời nàng ta vẫy vẫy khăn tay quay sang chỗ khác. Lâm Di không buồn nịnh bợ Lâm Phương nhưng lại có không ít nữ quyền muốn bắt chuyện với nàng ta, liên tục lôi kéo Lâm Phương hỏi này hỏi nọ hôm nay lâm phương mặc váy gấm tứ xuyên thiêu hoa văn kim ngư hai bên hông ống tay áo thiêu chỉ kim tuyến chim không phải thợ lành nghề sẽ không làm được bộ váy như vậy tầng tầng lớp lớp châm cài tên đầu nàng ta đong đưa tay động theo từng bước chân dưới chân đi giày đinh chuỗi ngọc khi đi sẽ phát ra âm thanh đinh đang trong trèo nói tóm lại từ đầu đến chân đều không tầm thường là chu phu nhân tặng ta lâm phương đỏ mặt nói chu phu nhân vị chu phu nhân kia, ban đầu còn ông ẻo không chịu nói, về sau Lâm Phương mới lấp lửng tiết lộ, thẩm nương của Khang quận vương. Chúng tiểu thư trợn tròn mắt, miệng mở to, càng thêm hâm mộ. Rõ ràng người nhà họ Viên đối xử với Lâm Di tốt hơn, hai nha hoàn bên cạnh luôn miệng thăm và chăm chút cho Lâm Di, cướp luôn cả phần của Linh Lung và Quất Hồng. Kịch rối kết thúc, Lâm Di vẫn chưa thỏa mãn, Mama quản sự vội vàng đưa danh sách kịch cho Lâm Di tươi cười nói, thái thái đã dặn để các vị tiểu thư thỏa thích chọn kịch mình thích. Lâm Di vui vẻ cùng các tiểu thư viện ra chọn kịch, các tiểu thư viên ra đều cảm thấy Trần Lục tiểu thư rất dễ gần. Cả bọn chọn hai vờ kịch hài và nhiều cảnh hành động, Lâm Phương lại gần nhìn thử liền bĩu môi, nhìn cái biết ngay là lục muội muội chọn, toàn mấy cảnh chém chém giết giết thô tục. Để chặn miệng của Lâm Phương, Lâm Di đưa danh sách kịch cho nàng ta, Vậy từ tự, tự chọn vở tỷ thích đi. Kịch do Lâm Phương chọn quả thật chẳng có gì hay, tiếng các tiểu thư nói chuyện phiếm còn lớn hơn cả thoại kịch. Ban đầu Lâm Phương còn vào lắng nghe say sưa, về sau cũng đầu hàng, cùng mọi người ra ngoài xem pháo hoa. Do sợ làm kinh động tới bé con của Lâm Kiều, viên gia không chuẩn bị nhiều pháo hoa lắm. Nghe hạ nhân tới báo đã bắn hết pháo hoa, mọi người lục đục trở về phòng khách. Ở trong phòng, Viên đại nãi nãi nghe bà tử báo xong bèn cười nhìn các vị lão thái thái trong nhà chuẩn bị không ít pháo hoa chúng ta ra xem một chút đi. Trần nhị lão thái thái nói như vậy. Đầu nên làm thằng bé giật mình thì sao? Viên đại nãi nãi vẫn cười. Cho dù nhà chúng ta không bẩn, lát nữa trong kinh cũng sẽ nổi khói lửa khắp nơi thôi. Nếu đã vậy chẳng bằng cử thuận theo hoàn cảnh bắn trước cho vui. Các vị lão thái thái ngồi ngẫm nghĩ lại lời của viên đại nãi nãi lập tức hiểu được ẩn ý trong đó. Trần lão thái thái nắm chặt Phật châu trong lòng bàn tay, "Chiến sự ở Phúc Kiến đã kết thúc rồi sao?" Viên đại thái thái cười gật đầu, lão nhị vừa xuất phủ liền nghe được tin vui, chẳng mấy chốc nữa hắn sẽ lan truyền ra thôi. Mọi người nghe thấy đều vô cùng mừng rỡ, buồn bực tích tụ hơn mấy tháng trời đều tan biến, ai cũng thấy thoải mái nhẹ nhõm hơn nhiều. Viên gia lấy pháo hoa ra bắn hơn nửa canh giờ tin tức viên đại thái thái vừa nói ban nãy nhanh chóng bao trùm kinh thành cùng với khói lửa của pháo hoa. Lâm Phương vừa ngửa đầu ngắm pháo hoa vừa vỗ tay cười, ánh lửa ngụ sắc chiếu rọi lên khuôn mặt tươi tắn như hoa đào độ xuân của nàng ta. Đến khi Lâm Di đỡ Trần Lão Thái Thái trở lại trong phòng, bên ngoài vẫn vang tiếng pháo hoa đùng đùng. Trần Doãn Viễn đi hỏi thăm tin tức trở về kề, Cang quận vương giải quyết thành quốc công ngay tại chỗ, quan lại phúc kiến phạm tội đều bị bắt, ít ngày nữa sẽ bị áp giải vào kinh. Dứt lời ông cười ha ha đầy sảng khoái, thành quốc công cầu kết với hải tặc, giặc hoa và đám cự phủ ở địa phương. Sáng nay người trong nha môn còn thảo luận không biết sẽ kéo dài thêm bao lâu nữa. Phúc kiến gần biển, đảo nhỏ trong khu vực đều là nơi dừng chân của hải tặc. Thành quốc công mà thuận lợi trốn thoát thì sẽ rất khó bắt lại. Trần Doãn Viễn vừa nói vừa vuốt râu, nếu không phải Thành Quốc Công bị giải quyết ngay tại chỗ, trận chiến này vẫn chưa kết thúc đâu." Lâm Di ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực ánh lửa, sắp hết năm rồi, bây giờ mới chính thức bắt đầu náo nhiệt. Toàn bộ kinh thành đều đang ăn mừng Khang Quận Vương Khải Hoàn trở về, pháo hoa này được bắn là vì đại quân bình giặc. Hiện giờ cả Lâm Di cũng không thể không tán thưởng, Chu thập Cửu thật sự vô cùng lợi hại. Đã hạ bệ được Thành Quốc Công, về sau ta không còn ước nguyện gì nữa. Trần Doãn viễn hiếm khi bảo tiểu tiêu thị chuẩn bị rượu thịt, ngồi uống trước mặt con trai con gái mình. Tiểu tiêu thị cười nói, lão gia chỉ nói miệng vậy thôi. Bà làm gì hiểu được, Trần Doãn viễn gọi hoành ca tới ngồi xuống cạnh mình, một năm có bao nhiêu người ra làm quan, tu văn mài võ bán tài cho nhà để vương chứ. Và có bao nhiêu người muốn làm nên chuyện vì dân vì nước. Nam tử không có hoài bão thì làm sao có thể kiên nhẫn học hành gian khổ suốt 10 năm. Nhưng chẳng phải ai cũng có cơ hội đó, lúc còn ở trong mục, ta đã một lòng tâm niệm rằng chỉ cần lật đổ được thành quốc công, cho dù phải chết ta cũng không tư. Loại gian thần như thế, chết một tên sẽ cứu rỗi được hàng nghìn bách tính. Tiểu Tiêu thị dừng thiêu, ngắm nhìn trượng phu dưới ánh đèn. Lâm Di ngồi ở một bên cũng cúi đầu nhìn từng đĩa đồ nhắm trên bàn không thể nói cách nhìn của cha là sai mỗi người mỗi khác có người một lòng mưu lợi thì cũng có người chỉ mong hiện thực hóa khát vọng trong lòng trong lòng có khát vọng nên cha mới chấp nhận ở phúc ninh chịu khổ nhiều năm như vậy nhưng bất kể thế nào quan trọng nhất vẫn là bảo vệ được tính mạng chính trường không thể tiến lùi theo ý mình thật sự rất nguy hiểm làm người không thể quá tham lam về sau ta không còn yêu cầu gì khác nữa Trần Doãn viễn gấp cho Hoành ca một miếng thịt, tương lai nhà chúng ta đành trông cậy vào con vậy. Tại Chu gia, Chu phu nhân cầm lò sưởi tay, dùng tay còn lại cầm kẹp gầy than trong lò sưởi, nói vậy tức là Triệt Nhi sắp trở về rồi. Thần ma ma nói, chứ gì nữa à, bên ngoài đều nhao nhao tung hô quận vương gia là võ thần đấy. Mới đầu mọi người cứ cho rằng lấy được đầu của thành quốc công là con cháu nhà huân quý nào đó, ai ngờ lại chính là quận vương gia. Chu phu nhân hơi nhướng mày, đúng là trẻ tuổi nên lớn gan, dám cùng đại quân sông pha chiến đấu. Thằng đó không sợ ngộ nhỡ có mệnh hệ gì thì công lao sự nghiệp đều tan tành mây khói ư. Chân áp được phản quân đã là công không nhỏ, thằng đó còn muốn mạo hiểm tập công lớn hơn. Thằng đó làm gì cũng có tính toán riêng, cần này tại nuôi ý định gì nữa đây? Chu phu nhân tỏ ra đau lòng như một người mẹ hiền, buông lời oán trách, quá liều lĩnh, rồi có bất chắc thì sao? thân ma ma liền vuốt đuôi, đúng à? nô tỳ nghe xong cũng giật mình, không ngờ quận vương gia chúng ta còn biết võ đấy. Chuyện này cũng chẳng lạ gì, nuôi thằng đó nhiều năm như vậy mà tầm hai năm trước bà ta mới hay thằng đó biết cưỡi ngựa, hơn nữa còn cười giỏi đến mức không con cháu huân quý nhà nào có thể địch lại bằng không đã chẳng được hoàng thượng phát hiện trong bùi săn. chu phu nhân chậm rãi nói, cho người lấy hết pháo hoa trong kho ra bắn, chuyện vui là của nhà chúng ta, không thể để người khác lấn lướt. Thân ma ma cười tươi giói, phu nhân yên tâm, nô tỳ đã an bài xong xuôi rồi. Chu phu nhân gật nhẹ. Chỉ chốc lát sau trên không trung chu ra đã rực rỡ ánh lửa muôn màu, chu phu nhân để thân ma ma dìu ra sân ngắm pháo hoa. Chu phu nhân từ tốn sờ sờ vạt áo choàng, bâng quơ hỏi, người nói xem, quận vương gia lập được công lớn như vậy, ta nên vào cung cầu xin ân điển gì đây? Thân ma ma khom lưng cười đáp, phu nhân muốn xin cho mấy vị gia một chức vụ. Chu phu nhân khẽ lắc đầu, quận vương gia không còn nhỏ tuổi, vậy mà vẫn chưa có phủ đệ tử tế. Sân viên nhà họ vốn không nhỏ, nhưng sau khi nhị gia và tam gia lần lượt thành thân, nơi này liền trở nên chật trội hẳn. Triệt nhi lập được công lớn, cũng vừa vặn đến tuổi thành thần, nếu hoàng thượng có thể tứ hôn thì còn gì băng. Chu phu nhân quay đầu muốn trở vào trong phòng mắt thân ma ma lập tức sáng lên phu nhân vừa ý tiểu thư nhà ai rồi chu phu nhân nở một nụ cười mỉm là ai cũng được miễn là không phải đứa mà thằng đó muốn vì triệt nhi ta đương nhiên phải tìm một nàng dâu hiền lương thục đức như thế tiền đồ của triệt nhi mới có thể thuận lợi hơn chiến loạn qua đi kế tiếp chính là bạn thưởng và trừng phạt đồng đảng của thành quốc công lũ lượt bị giải về kinh cùng dắt nhau tay đi xuống hoàng tuyền Trần Doãn Chu tuy bị thương nhưng vẫn bình an về tới nhà. Nhị lão thái thái đống thị ôm con trai út mừng đến rơi nước mắt, luôn miệng cảm ơn tổ tông phù hộ. Cùng Trần Doãn Chu vào kinh còn có người nhà mẹ đẻ của nhị lão thái thái đống thị. Sau khi đại quân khải hoàn trở về, chủ soái dâng tàu kể lại toàn bộ sự cực khổ của binh lính, xin được chia sẻ công, ao với họ, cho nên sau đó trong kinh liên tục diễn ra tiệc mừng. Khen thưởng công thần và võ tướng đương nhiên trở thành tiết mục mọi người chú ý nhất. Nghiêm đại nhân được thăng làm tổng đốc Phúc Kiến, Trần Doãn Viễn hầu hạ Trần lão thái thái uống trà. Trần lão thái thái nhẹ gật đầu, "Con nghĩ sao? Bây giờ con ở lại bộ đã là tổ tông phù hộ, không dám cầu xin thêm gì khác." Trần Doãn Viễn bình thản đáp, trước giờ ông không phải là hạng thích tranh đoạt công lao. "Cũng tốt, Trần lão thái thái an ủi Trần Doãn Viễn, con chỉ mới tới lại bộ." cứ làm cho tốt việc được giao đã, những chuyện khác nên tạm thời gạt sang một bên. Trần Doãn Viễn gật đầu, chuyện bọn họ không ngờ là nhà mẹ đẻ của nhị lão Thái Thái Đồng thì cũng lập được không ít công lao trong trận chiến này. Đệ đệ của đồng thị được thăng lên làm phó tướng, trước tiên phải xem kế tiếp bọn họ định làm gì. Trần lão thái thái củi xuống nhìn chén trà trong tay, khi lão nhị tổng quân thì mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Hắn nói mình bị thương, nhưng thật hay không thì mới ngày tới khám mới biết. Thế nên dù chỉ trốn đằng sau hết ăn rồi uống, hắn cũng sẽ được tính quân công như người khác. Bây giờ đứa đại ca kia của con đã mất hết thanh danh, người đồng gia sẽ đổi sang ủng hộ lão nhị, chỉ đến khi trần gia chúng ta được phục trước, 8 trên 10 phần tước vị sẽ rơi vào tay lão nhị. Lâm Di ngồi bên cạnh lắng nghe. Đại thái thái đồng thị hàn sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy, bên đồng gia nhất định sẽ còn tranh đấu một thời gian. Nhưng cho dù thế thì trước mắt khả năng tước vị về tay cha nàng cũng cực kỳ thấp. Trần Doãn viễn sợ Trần Lão Thái Thái suy nghĩ quá độ mà hại thân, mẫu thân đã tốn nhiều công sức cho con lắm rồi, có một số chuyện. Không thể cưỡng cầu quá mức. Cứ thuận theo tự nhiên đi à? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 108, Thám Thính. Khó khăn mới có được một ngày nắng đẹp, linh lung cho bọn tiểu nha hoàn lấy quần áo trong hòm ra phơi nắng. Lâm Di Tháp Tùng lão thái thái chi trưởng tới kho tìm xem có đồ vật gì hữu dụng hay không thì được tin đại thái thái đồng thị đến thăm. Đại thái thái đồng thị uống hết một ly trà mới thấy hai bà cháu chi trưởng trở lại đại sành. Lâm Di cẩn thận đặt bình hoa bằng sứ đỏ son trong tay lên bể cửa sổ. Đại thái thái đồng thị chỉ thoáng liếc qua liền biết bình hoa này là cổ vật tiền triều, mắt bà ta sáng lên xong vẫn bình thản hỏi thăm lão thái thái chi trưởng chẳng hay sức khỏe của lão thái thái gần đây thế nào vẫn ổn chứ à lão thái thái nhánh cả cười đáp lúc trước hễ vào đông là không thể ra ngoài gặp ai năm nay xem như tốt hơn nhiều lời này là thật lần đầu gặp lão thái thái nhánh cả vào hai năm trước nàng cảm thấy bà không còn sống được bao lâu nữa nhưng năm nay hoàn toàn khác những năm trước bà thật sự như vừa được hồi sinh Đại thái thái đồng thị cười nói, trong hôm nay lão thái thái bên con sai con tới mời lão thái thái nhánh cả và nhà tam thúc sang đó nhà náo nhiệt hơn à. Từ khi đệ đệ của nhị lão thái đồng thị vào kinh, cửa chính nhánh thứ hai trần ra luôn đúng là có khác. Không mót xe ngựa ra vào, ngay cả con cháu của trần thị cũng tới xin được tổng quân. Đại thái thái đồng thị hơi xít khăn, ngày mai bân ca cũng trở về, muốn được thỉnh an lão thái thái nhánh cả à nói tới đây bà ta hơi dừng một chút. Bân ca không còn nhỏ tuổi, gần đây trên yến tiệc có không ít người nhắc tới Bân ca. Thì ra đại thái thái đồng thị muốn tới báo tin rằng nhị thái thái Điền thị đang muốn thừa dịp này tìm mối tốt cho con trai. Lão thái thái nhánh cả hơi cụp mắt nhìn xuống, gật nhẹ. Bân ca ra ngoài học đã hai ba năm, cũng nên trở về kinh rồi. Chứ còn gì nữa hả? Đại thái thái đồng thị cay đắng nói, đã đến tuổi tranh đoạt tiền đồ rồi nhị đệ muội phúc lớn đang mai thai đưa thứ ba nhị thúc lại lập công cao nghe nói bân ca ở ngoài cũng đạt được một vài thành tựu lâm phương còn là tiểu thư nhà nhà săn đón thật sự khiến người ta phải hâm mộ nhà con vất vả lắm mới tính được cho lâm Huyền một mối vậy mà vẫn có người nói rằng lâm huyền đào góc tường của muội muội mình à lớp giấy này rốt cuộc cũng bị chọc thùng rồi lão thay thay nhánh cả nhướng mày vờ như không hiểu được cô muốn nói tới nhà ai cơ? Đại thái thái đồng thị e dè đáp, dường như cực kỳ sợ làm lão thái thái nhánh cả tức giận, là đại gia nhà họ Lâm à? Con cũng đang do dự. Trước đó vốn định mối cho lục nha đầu, ngọc kép. Lão thái thái phẩy tay, không sao, lục nha đầu vẫn còn nhỏ tuổi, ta đã từ chối Lâm lão phu nhân rồi. Đại thái thái đồng thị lập tức nở nụ cười, nếu lão thái thái đã nói thế vậy con sẽ xem tuổi cho Lâm Nguyền, biết đâu sẽ xứng đôi. Mọi người nói tới đây thì tam thái thái tiêu thị đi vào. Đại thái thái đồng thị nhìn tiểu tiêu thị được chăm sóc tốt nên da rẻ trông rất mượt mà, không khỏi thấy khó chịu. Bà ta đảo mắt xuống bụng của tiểu tiêu thị, nếu không phải đang mùa đông mặc đồ dày thì hẳn bụng lộ lãm rồi. Ông trời thật bất công, ngay cả tiểu tiêu thị vài chục năm không thấy động tính cũng mang thai, bà ta dùng đủ loại thuốc như vậy nhưng chẳng những không được thỏa mãn tâm nguyện mà ngược lại còn biến thành cho cười. Sau khi chuyện kia vỡ lở, một bước bà ta cũng không muốn ra ngoài, chỉ có thể nhìn chằm chằm nhị thái thái điền thị mỗi ngày tất bật mang lễ vật ra ngoài kết nối quan hệ. Đại thái thái đồng thị ngồi thêm một lát thì ngỏ ý xin ra về, vừa mới đứng dậy lại nghe nha hoàn bên ngoài bẩm báo, tam lão gia đã về à. Đại thái thái đồng thị khẽ giật mình, vẻ mặt ngoài ý muốn, nhìn thấy Trần Doãn Viễn Bèn cười nói, sao Tam Thúc về sớm vậy? Nghe Nhị Thúc nói ngũ vương Gia mở tiệc chiêu đãi công thần ở phủ đệ riêng mà, Nhị Thúc đã qua đó rồi. Hiện giờ trên chiều dưới chiều đều bàn tán về chuyện của ngũ vương gia. Vị trí chính phủ và chắc phi của ngũ vương gia đã được xác định, hôn lễ sẽ diễn ra vào tháng 5 năm nay, được Hoàng thượng ban thường phủ đệ riêng. Vừa thu dọn phủ đệ xong, Ngũ Vương gia liền mở tiệc khao thưởng công thần, tiệc chính là vào ngày mốt, hôm nay chỉ là tụ tập nhỏ. Tiệc nhỏ nhưng chỉ thần tử thân cận với Ngũ Vương gia mới được có mặt. Trần Doãn Viễn đáp, "Đệ đang trực, một lát nữa còn phải xử lý công việc." Đại thái thái Đồng thị tỏ vẻ đã hiểu, "Ra là vậy." Tiểu Tiêu thị cùng Lâm Di đưa tiễn Đại thái thái Đồng thị ra ngoài. Đi đến cửa thủy hoa, hoành ca tan học trở về nhìn thấy đồng thị liền cúi chào, đại bá mẫu. Đồng thị cười tít mắt, mau dậy đi, vừa nói bà ta vừa quay sang nhìn tiểu tiêu thị, vẫn chưa hết năm, trời lại lạnh như thế, không ngờ đệ muội vẫn nỡ để thằng bé ra ngoài học. Theo ta thấy, nếu cả nhà đã xác định sẽ lại trong kinh, vậy sao không mời một gia sư tới nhà dạy cho thằng bé? Tiểu tiêu thị đưa tay chỉnh vạt áo cho hoành ca, đâu phải ta bắt nó đi học, là nó nằng nặc đòi đến thư viện đấy. Hoành ca cười đứng bên cạnh, xoa xoa hai tay làm nóng. Đại thái thái đồng thị đưa lò sửa trong tay cho cậu, nhanh ủ ấm tay này. Mẹ cháu đúng là nhẫn tâm, cháu mới bao nhiêu tuổi chứ? Chờ thêm vài năm nữa hàng thi thì chết gì ai, khoa cử đâu phải là con đường duy nhất để đi. Hoành ca đẩy tay đồng thị về, không cần đầu thư đại bá mẫu. Tiểu tiêu thị cũng nói, con trai như nó không quen dùng mấy thứ này đâu đại thái thái đồng thị xót xa bảo, vậy mau vào nhà đi, ta lên xe đây. Hoành ca vâng, khẽ một tiếng rồi cùng thư đồng đi thỉnh an lão thái thái nhánh cả. Đại thái thái đồng thị bỗng tiếc nhìn lâm di đầy ẩn ý, hoành ca tìm được một tiên sinh tốt, tề ra đời nào cũng xuất ra tiên sĩ, có tề nhị cang giúp đỡ đương nhiên hoành ca mau tiến bộ rồi. Tiểu tiêu thị biết đại thái thái đồng thị nghĩ gì, nhưng vẫn hàm hồ đáp, hai nhà thường qua tại như thân thích nhà muội chỉ hưởng kẻ phúc nhà họ thôi đại thái thái đồng thị hơi nhách môi nở nụ cười như có như không còn một bước nữa là thành thân thích thật rồi đấy lâm di vờ như nghe không hiểu câu trêu ghẹo của bà ta đại thái thái đồng thị lên xe xe chậm rãi đi được một khoảng bà ta mới nhỏ giọng nói với phương ma ma bên ngoài xem xem ra lão thái thái nhánh cả cũng không thèm để ý chắc là đã sắp xếp xong mối tốt cho lục tiểu thư rồi. Đương nhiên là đã sắp xếp xong xuôi. Tể ra tặng cho nhánh cả không ít lễ vật mừng năm mới. Gần đây hai nhà đi lại vô cùng thường xuyên. Chắc hẳn tề ra chỉ chờ đến khi tề nhị lang được để tên lên bảng vàng là sẽ đề cập tới chuyện cưới hỏi. Phương ma ma nói, thật sự chẳng hiểu lão thái thay nhánh cả vừa ý tề ra chỗ nào. Tề ra mấy đời cũng chỉ có được vài vị tiến sĩ, còn lâu mới so được với lâm gia đại thái thái đồng thị cười khẩy, thế người cho rằng lục tiểu thư có thể lọt vào mắt lâm gia sao? Trước đó lâm gia xa sút là vì bất hòa với võ tướng họ thường qua lại. Phàm là quan văn xảy ra chuyện, ngoại trừ mấy tên thanh quan còn có thể nói được mấy câu, kẻ khác đều có chân tự bảo vệ mình cả. Lâm gia ăn trứng quả đăng đương nhiên sẽ thông minh hơn. Phụ thân ta sắp vào kinh nhậm chức, Lâm gia liền vội vàng tới xin kết thông gia với chúng ta nghe nói tam lão gia không muốn có con gì là võ tướng cho dù lão thái thay nhánh cả có lợi hại hơn nữa thì bọn họ có thể tung được chiêu gì hay để lôi kéo lâm ra chứ đừng thấy bọn họ làm bộ làm tịch như thế nói thế nào cũng là lấy giỏ chúc múc nước thôi bà ta cầm khăn lên che mũi đáng hận nhất vẫn chính là chuyện nhị thái thái trèo lên được thầm nương của khang quận vương nghe nói à còn định mời chu phu nhân làm chủ hôn cho đám cưới của ban ca nữa cơ phương ma ma kinh ngạc hồi lâu cũng không nói nên lời được vậy chẳng phải nhà họ sẽ vô cùng vinh quang sao đại thái thái đồng thị vừa đi trời liền đổ tuyết bọn linh lung bỏ thêm than vào lò lão thái thái nhánh cả ngồi nói chuyện với trần doãn viễn một lát rồi cho người dọn cơm tối ăn cơm xong trần doãn viện kiểm tra bài tập của hoành ca hoành ca đối đáp vô cùng trôi chảy lão thái thái nhánh cả ngồi nghe mỉm cười đầy hài lòng Thấy vậy, trong mắt Trần Doãn Viễn cũng lộ ra ý cười, lần này ông cố ý ra đề đơn giản một chút, làm lão Thái Thái nhánh cả được vui vẻ. Lão Thái Thái nhánh cả cười nói, ta thấy lần này nhất định có thể qua được đợt thi vòng loại. Hoành Ca nghe vậy, vội vàng khom lưng thưa, dẫu thi vòng loại nhỏ tôn nhị cũng không dám bê trễ. Lão Thái Thái nhánh cả gật đầu, thằng bé này có tiền đồ đây, hôm nay Ca Nhi nhà họ Tề vẫn phụ đạo cho cháu hoành ca gật đầu hôm nay ở thư viện không quá bận tề ca ca có dạy cho cháu một ít nhưng huynh ấy cũng nói lần kế tiếp phải chờ đến sau kỳ thi mùa xuân tề nhị lang đối xử với mọi người chân thành từ khi nhận phương thuốc của nàng thì liền ghi nhớ trong lòng chỉ cần gặp hoành ca là sẽ giúp đỡ cậu học hành được rồi hai đứa con đều mệt cả rồi trở về nghỉ ngơi đi có hoành ca và lục nha đầu ở đây với ta được rồi Trần Doãn Viễn và Tiểu Tiêu Thị đứng dậy hành lễ rồi ra ngoài. Bên ngoài bà Tử bắt đầu thắp sáng đèn lồng dưới hiên, Trần Doãn Viễn dõi nhìn mấy ngọn đèn ở đằng xa, bỗng thở dài. Tiểu Tiêu Thị ngước lên nói, hôm nay trời lạnh, vừa rồi lão gia lại không ăn được bao nhiêu, ta cho người đi chuẩn bị ít rượu thịt, để chi từ hầu hạ lão gia nhé. Ngũ vương gia tổ chức tiệc rình giang trong phủ mà không mời lão gia, lão gia ngoài miệng chẳng nói gì, nhưng nhất định lòng không vui do đang mang thai nên tiểu tiêu thị tìm một nha hoàn trung thực làm thông phòng trần doãn viễn nhíu mày không cần ta còn công văn chưa xem hết dứt lời ông bước nhanh ra khỏi niệm từ đường của lão thái thái nhánh cả hai vợ chồng một trước một sau đi trên hàng lang bỗng thấy bà tử quản sự vội vàng chạy tới bà tử cúi chào trần doãn viễn và tiểu tiêu thị rồi thưa bên ngoài có một vị khách đang chờ nói là tìm lão gia ạ trần doãn viễn trao mày suy nghĩ thật nhanh không có được manh mối gì nên hỏi có nói rõ là ai không nếu tới bái kiến thì sẽ không muốn như vậy chưa kể cũng nên gửi bái thiếp từ trước bà từ nọ đáp thưa không ạ à? nhưng người gác cổng nói là trông không giống dân thường vậy trần doãn viễn vội vàng bảo mời khách vào nhà trước đi Lâm Di và Hoành Ca hầu chuyện lão thay thay nhánh cả một lúc thì bà nhớ tới thư phòng Tây Viện có vài quyển sách Hoành Ca có thể sử dụng, bèn bảo Bạch Ma Ma cho người lấy sang đây. Hoành Ca tới giờ vẫn chưa đến thư phòng của Tây Viện lần nào, cho nên xin được đi theo nhìn một vòng. Lão thay thay nhánh cả nói, ban ngày cháu không rảnh, đành đi bây giờ vậy, chỉ là bên kia không đốt địa cong, cháu hãy khoác áo công cừu vào, cho hạ nhân cầm dù che tuyết, cầm thêm cò sưởi tay nữa. Hoành ca gật đầu vâng giả, Lâm Di cũng muốn tới đó xem sách. Hai người khoác áo công để hạ nhân cầm đèn cồng dẫn tới Tây Viện, vừa đi vừa vui vẻ nói cười với nhau. Hoành ca nói, ca ca tể ra vẫn chưa dứt họ, luôn mang bên người thuốc viên ngào mật mà muội chế. Mỗi cần ho khan đều ăn một viên, cả ta cũng ngửi thấy mùi mật ngon ngọt. Cần sau, cậu bỗng nhiên im bặt, chân cũng dừng lại theo. Lâm Di ngạc nhiên nhìn ca ca mình rồi lập tức quay đầu lại, đập vào mắt nàng là bóng dáng cao thẳng như cây ngọc đang đứng dưới tảng cây của người nọ. Chương 109, ban tên. Chàng trai sở hữu ngũ quan tinh tế và đôi mắt sáng, trường bào xanh trên người đã phủ đầy tuyết, ngay cả áo choàng lông cũng không mặc, trên tay cầm một vò rượu, nom như một quý công tử tính tình tùy tiện. Bông tuyết bám trên tóc mai khiến chàng trông hơi lười nhác và mệt mỏi, nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ khá khái hào hùng quanh người chàng lảng lặng đứng dưới tảng cây dường như còn trói mắt hơn cả tuyết trắng khang quận vương lâm di tiến lên hành lễ hoành ca cũng khom lưng cúi chào đứng lên đi không cần đa lễ bình thường vị này ở trước mặt nàng đều dùng giọng điệu giải quyết chính sự giờ bên cạnh có thêm người liền trở nên bình dị gần gũi hơn hẳn hoành ca thân thuộc hỏi sao quận vương gia lại đến đây gì thế này nàng đã bỏ qua chuyện gì à Cà ca từng gặp chu thập cửu sang chu thập cửu ngước mắt lên vừa vặn nhìn thấy vẻ mặt của lâm di nụ cười chậm rãi hiện ra trên khóe môi chàng sau khi rời khỏi phủ của ngũ vương gia bất chi bất giác lại đi tới đây lấy cớ như thế chu thập cửu nghiêng đầu nhìn trần lục tiểu thư sự cẩn thận phỏng đoán ý đồ đến đây của chàng trong mắt cô nhóc thoáng hiện ra vẻ giật mình nhìn khí thế của cô nhóc yếu hắn nụ cười trên môi chàng càng thêm rõ ràng lầm gì cảm thấy bực bội mà không biết vì sao, cho nên hơi trao mày. Đây là lần đầu tiên chàng thấy cô nhóc này trao mày đấy. Lúc trước đáy mắt cô nhóc như luôn phù bởi sương mù, mông lung không thể nhìn thấu cũng không nắm bắt được. Chu thập cửu cười khẽ. Quận vương gia đến tìm gia phụ ạ à? Hoành ca tại cung kính hỏi. Chu thập cửu thu tại nụ cười. Nghe người gác cổng nói Trần đại nhân đang ở nhà vừa dứt lời cách đó không xa tiền có nha hoàn cầm đèn vội vàng chạy tới đón khách, theo sau đó là tiếng của trần doãn viễn quận vương ra. trần doãn viễn đi tới ngỡ ngàng nhìn quần áo trên người khang quận vương thế này sao được đến áo lông cũng không mặc giọng của chu thập cửu bình thản thoải mái như dòng nước chảy trên đường đến đây gặp ông lão bán rượu, ta muốn mua nhưng lại không mang bạc trên người nên đã lấy áo lông đổi rượu. trần doãn viễn kinh ngạc dò xét thấy khang quận vương cũng chẳng dẫn theo gã sai vặt vậy để tôi cho người đi chuộc áo lông của quận vương ra về chu thập cửu ngăn ông lại ta đã cho gã sai vặt cầm tiền đi chuộc rồi trần đại nhân không cần lo lắng trần doãn viện nghĩ đến khang quận vương chỉ mặc độc môi trường bào đến đây lập tức đưa tay về phía trước nhường đường buồng sưởi ở bên này mời quận vương ra rời bước sang đó rồi ông quay đầu dặn dò tiểu tiêu thị nhanh chuẩn bị đồ nhắm có khách quý tới, hạ nhân chuẩn bị đi ngủ lại bận cuống cả lên. Trần Doãn Viễn không ngờ Khang Quận Vương lại bỏ mặc yến tiệc của ngũ vương ra để tới Trần Gia, không khỏi vui vẻ trong lòng. Nhớ tới tay nghề của con gái mình, ông liền bảo Tiểu Tiêu Thị lấy điểm tâm lâm di làm ra đãi khách. Tiểu Tiêu Thị mang điểm tâm lên xong, lại lo bàn rượu thịt chưa đủ chu đáo nên chạy tới chỗ nữ đầu bếp của lão thái thái nhánh cả mượn thêm ít rau quả ngon mùa đông thiếu thốn rau quả tươi không có vật liệu thì khéo mấy cũng chẳng nấu được món gì ra hồn nữ đầu bếp lục lọi lấy hết đồ tươi trong bếp ra làm vài món nhắm nhớ tới trong phòng lâm di có ít hạnh nhân ngào mật nên xin nửa bát lại hỏi xin nàng một tấm lá sen đã phơi khô rồi dùng lá sen gói hạnh nhân đem hấp cho mềm trần doãn viễn rất ít khi thết đãi khách ở nhà nên tiểu tiêu thị cũng hiểm có dịp chuẩn bị đồ nhắm bận rộn một hồi mới tạm ổn Vừa mới lấy kim khâu ra định ngồi xuống thêu thì nghe thấy Trần Doãn Viễn ở gian giữa gọi thêm rượu. Bà kinh ngạc, sao lão gia lại càn rỡ như vậy, đang ở trước mặt quận vương gia mà, ngộ nhỡ lại uống say mềm như lần trước thì sao? Nhưng đang có mặt Khang quận vương, bà không dám ra khuyên can, đành dặn nhà bếp làm mấy chén canh giải rượu đưa ra. Có điều uống canh giải rượu xong cũng chẳng ích gì, Trần Doãn Viễn lại cạn thêm vài chén rượu. Nom hưng phấn hơn hẳn bình thường tiểu tiêu thị lén lút nhìn thử thảo nào lão gia không thể làm võ tướng khang quận vương còn nhỏ mà tử lượng vô cùng khá mỗi lần nâng chén là đều cạn sạch trong khi lão gia cố hết sức nhắm mắt uống cũng chỉ được nửa chén tiểu tiêu thị bỗng nhớ tới cần hoành ca uống trộm rượu hôm đầu năm xem ra sau này không nên quản con trai qua nghiêm uống một chút coi như luyện tập dẫn cũng tốt không biết trần đại nhân có còn nhớ lần trước chúng ta uống rượu với nhau đại nhân giúp ta lấy tên tự là doãn trực nghe xong trần doãn viễn cập tức kinh ngạc há hốc sặc rượu nên khom tưng họ liên tục bên ngoài tiểu tiêu thị cũng giật nảy mình suýt nữa đã kêu lên thành tiếng đây là chuyện hồi nào vậy trần đại nhân nói trong nhĩ nhã có viết rằng doãn mang nghĩa thành khẩn đáng tin còn trực là chính chắn ngay thẳng hai chữ doãn trực này cực kỳ tốt chu thập cửu mim cười mái tóc đen được buộc gọn bằng ngọc quan đôi mắt sâu trầm tĩnh như hồ thu phản chiếu ánh đèn lồng dưới mái hiên hôm đó ta hơi say về sau mới cảm thấy hai chữ doãn trực này không ổn lắm tiểu tiêu thị cảm thấy cả chóp mũi cũng dịn mồ hôi lạnh khang quận vương vừa nói thề bà liền nhớ lại hôm đó lão gia uống say mềm sau khi hồi phủ đúng là có nhắc tới hai chữ này nói vậy chuyện đó là thật, lão già thật sự say đến hồ đồ, dám đặt tên tự cho Khang Quận Vương. Giờ thì hay rồi, Khang Quận Vương tỉnh rượu liền tìm tới của kia. Tìm tiểu tiêu thị đập thình thịch như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Trần Doãn Viễn cũng tỉnh rượu hẳn, quận vương gia nói đúng, chắc lúc đó tôi nhất thời hồ đồ nên mới. Tên tự này, chữ Doãn này giống chữ Doãn, của Trần Đại Nhân, khiến ta như ngang hàng với ông, trong tên hủy của ta có chữ nguyên, không bằng đổi thành Nguyễn Trực, đi. Chu thập cửu đưa tay rót rượu cho Trần Doãn Viễn, Trần Đại Nhân thấy được chứ? Chàng nhướng đầu mày, khóe miệng hơi mỉm khiến người khác không khỏi cảm thấy áp lực trước sự uy nghiêm của chàng. Tiểu tiêu thị siết chặt khăn tay, không ngờ lão gia lại quấy ra loại chuyện này, may mà khang quận vương không truy cứu, chỉ thay đổi một chữ trong tên tự thôi. Đại não của Trần Doãn Viễn đã chết lặng, ông không nghĩ ngợi liền đáp ngay quận vương gia cảm thấy được là được vẻ mặt của chu thập cửu giãn ra vậy cứ quyết định thế nhé trần doãn viễn cầm lấy chén rượu chu thập cửu đưa uống nửa ngụm lúc này mới phát hiện lưng áo mình đã ướt đẫm mồ hôi ở ngoài tiểu tiêu thị cũng vừa trải qua một trận khiếp vía cảm giác được gió lành lạnh thổi từ trong nhà ra ngoài dường như bây giờ không khí mới được khơi thông tiểu tiêu thị bảo nha hoàn cầm đèn lồng không tự chủ đi tới phòng Lâm Di, Lâm Di đang tựa trên giường đọc sách. Tiểu tiêu thị nói bâng quơ, xem ra trận chiến vừa rồi không hề dễ đánh, mẹ thấy khang quận vương gây hơn hẳn so với lúc trước. Hành quân đánh trận bên ngoài nhất định phải trải qua cảnh màn trời chiếu đất rồi. Tiểu tiêu thị lại nói, ca ca con vẫn nên theo đường khoa cử thôi, tương lai làm quan văn có tiếng nói hơn quan võ nhiều. Chỉ cần nhắc tới quan võ, tiểu tiêu thị sẽ liên tưởng tới chiến tranh và chuyện đổ máu, cho nên mấy năm qua bà cực kỳ ủng hộ hoành ca học hành, đi vững trên con đường khoa cử. Tiểu tiêu thị bảo Lâm Di đi ngủ sớm, đêm nay cha con chắc sẽ uống say nữa cho mà xem. Theo tình hình này, bà muốn khuyên cũng không dám khuyên, thôi cứ mặc kệ đi vậy. Thảo nào lần trước lão gia phải tới mức cần người khiêng trở về. Tiểu tiêu thị bần thần rậm chân định đi, lâm di nhìn linh lung rồi đưa tay giữ chặt tay tiểu tiêu thị mẹ mẹ sao vậy có phải khó chịu ở đâu không sao chán lại đầm đìa mồ hôi thế kia lâm di lấy khăn lau mồ hôi cho tiểu tiêu thị tiểu tiêu thị ấp ốm nói chắc là do vừa rồi đi nhanh quá tiểu tiêu thị nghĩ gì luôn vô cùng dễ đoán bởi vì tất cả đều viết hết lên trên mặt chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó lâm di nói hay cho người đi mời lang trung tới kiểm tra cho mẹ một chút đi tiểu tiêu thị siết chặt khăn tay hồi lâu sau mới quyết định ngước mắt lên nhìn con gái kể lại cha con đặt tên tự cho khang quận vương cái gì lầm gì ngớ người tim bỗng đập nhanh hơn tên tự trong lời mẹ nói không phải là loại mà nàng nghĩ chứ loại chỉ có ân sư hoặc trưởng bối mới có thể tiểu tiêu thị khẽ gật đầu với lâm di là vào lần trước cho con uống say nói lung tung ấy hôm nay khang quận vương nhắc lại cha con cũng không nhớ khang quận vương nói hai chữ doãn trực không ổn muốn đổi thành nguyên trực con nói xem bây giờ khang quận vương không trách phạt chúng ta nhưng ngộ nhỡ chuyện này truyền ra ngoài thì sao rõ ràng cha con đã bất kính với tôn thất tiêu thị chỉ nói tới đây rồi lo lắng trở về phòng mình lâm gì không còn buồn ngủ nữa gọi linh lung lại Em cho bà tử trong viện lặng lẽ đi nghe ngóng xem bên kia nói những gì, ngày mai về nói lại cho ta biết." Linh Lung thưa vâng, rồi đi ra ngoài, bấy giờ Lâm Di mới nằm xuống giường. Bây giờ thành quốc công đã bị diệt trừ, đối với Khang quận vương mà nói cha nàng đã không còn giá trị lợi dụng, anh ta lại đang mưu tính gì đây?" Lâm Di nhắm mắt lại, chần chọc hồi lâu mới mơ màng thiếp đi. Đêm đó nàng mơ thấy trong bóng tối có một bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay nàng. Nàng dãy dụa thể nào cũng không thoát ra được. Tay chân đầy đạp loạn xả. Cuối cùng giật mình tỉnh giấc thì thấy trời đã sáng. Linh lung vừa bưng nước vào liền hết hồn. Tiểu thư sao vậy? Lâm gì thở hắt ra là ác mộng. Linh lung đi tới hầu hạ nàng rửa mặt. Bà từ trở về bảo rằng lão gia và khang quận vương trò chuyện cả đêm. Nhưng chỉ nói về thi tử ca phú thôi. Lão gia còn hứng chỉ kể lại vài chuyện lúc chúng ta còn ở Phúc Ninh, nhắc tới cả chuyện tiểu thư nghịch ngợm đu dây rồi bị ngã nữa. Nói chung đều là mấy chuyện linh tinh không có gì quan trọng. Thật sự là uống rượu nói chuyện phiếm ư, Chu thập cửu xưa nay đâu làm gì mà không có mục đích. Lâm Di ngẩng đầu lên, tối hôm qua Khang quận vương không về. Không ạ, linh lùng đáp, lão gia vừa đi ngủ thì Khang quận vương cũng tới phòng khách nghỉ ngơi. Tâm tư của Chu thập Cửu đúng là, nhìn bề ngoài thì đơn giản nhưng thật ra vô cùng khó hiểu. Lâm Di thay y phục, đi bồi lão thái thái nhánh cả dùng cơm. Hai bà cháu vừa ngồi xuống, chưa nói được mấy câu thì bà từ bên ngoài đưa bái thiếp vào, là nhà tổ gửi tới, nói là xin được gặp trưởng lão thái thái chị thứ ba. à. Lão thái thái nhánh cả mở bái thiếp ra nhìn sơ rồi đưa cho Lâm Di xem. Tam thái thái chi trưởng và Lâm Sương sắp vào kinh. Lâm Di ngừng đầu lên nhìn lão Thái Thái nhánh cả, chẳng phải Lâm Sương sắp thành thân sao? Tiểu thư sắp xuất giá sao còn có thể đi khắp nơi như vậy? Không lẽ chuyện cưới hỏi xảy ra vấn đề? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Holic Audio. Chương 110, tránh né. Lão thái thái chi trưởng bảo bạch ma sắp xếp người đi đón nữ quyến trong tộc. Tam thái thái chi trưởng lý thị cùng Lâm Sương ngồi thuyền vào kinh, hắn sẽ đổi xe ngựa ở Thông Châu. Lâm Di dâng trà cho lão thái thái chi trường. Lão thái thái chi trường thở dài, mới đầu năm mà đã xảy ra chuyện rồi. Không rõ hôn nhân của con bé lại có gì chắc trở nữa. Bái thiếp đã đến, xem ra chừng hai ngày nữa là sẽ vào tới kinh. Tam bá mẫu chi trường và lâm xương có thể tới đây tức là mọi chuyện vẫn còn khả năng cứu vãn. Tổ mẫu tạm thời đừng leo lắng quá đổ, để nghe rõ mọi chuyện rồi chúng ta cùng nghĩ cách lâm di nhẹ nhàng khuyên nhủ lão thay thay nhánh cả cảm thấy cháu gái nói rất có lý nếu ván đã đóng thuyền thì người chi trưởng đã không tới đây xin hỗ trợ chỉ mong không phải chuyện gì lớn bằng không đến khi bên kia nhao nhao đòi tranh tước vị trong nhà sẽ càng thêm loạn lâm di cười nói không có đầu ạ à? chồng lâm sương là người có phúc mà nàng nói vậy cũng chỉ muốn bà bớt lo nghĩ thôi nếu lâm sương đã phải thắp tùng tam bá mẫu chi trưởng tới đây nhất định không phải là chuyện nhỏ rồi. lão thầy thay nhánh cả để lâm di đỡ dậy đi ăn cơm. sau đó hai bà cháu ngồi trong buồng sưởi trò chuyện. lâm di chậm rãi kể lại chuyện tiểu tiêu thị nói mình nghe hôm qua. lão thầy thay nhánh cả mở to mắt, ngón tay đang lần phật châu cũng dừng lại. có chuyện đó sao? lâm di gật đâu? lão thầy thay nhánh cả trao mày suy nghĩ, lục nha đầu. cháu nói thật ta nghe xem. cháu nghĩ thế nào? Lâm Di cầm chặt chén trà trong tay, nhìn không giống như ngài ấy muốn hại cha, bằng không đã sớm động thủ rồi, đâu chờ đến hôm nay. Nhưng nếu nói cả muốn bắt thóp cha để về sau tiện bề sử dụng thì... Mấy năm qua cha ở Phúc Kiến nên chỉ biết mỗi chuyện ở Phúc Kiến, giờ thành quốc công đã rơi đài, cha cũng chẳng còn điểm nào đáng để dùng, cho nên cháu không rõ. Chẳng còn điểm nào đáng để dùng. Lão thai thai nhánh cả không nhịn được khẽ cười, gan thật dám nói thẳng cha cháu như vậy lâm di nhỏ giọng giải thích ý cháu là cha quá cương trực công chính lão thái thái hiểu ý cười cười lát sau lại ngẩng đầu lên nhìn lâm di hiện giờ là thời điểm tranh đoạt tước vị nếu khang quận vương có thể đứng về phía chúng ta phần thắng của cha cháu sẽ lớn hơn rất nhiều trái lại nếu bị nhị bà cháu giành trước một bước chúng ta sẽ chắc chắn sẽ thua Lâm Di không né tránh mà ngước lên đối đầu với ánh mắt của lão thai thai nhánh cả. Tổ mẫu, ngoại trừ cha mẹ và trưởng bối thì không ai là chỗ dựa tuyệt đối cả. Đại bá chẳng dễ dàng từ bỏ đầu. Chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Lão thai thai nhánh cả nhìn kỹ Lâm Di. Một cô bé mới 14 tuổi mà có thể suy nghĩ thấu đáo như thể quả thực không dễ. Cháu có biện pháp gì hay? Lâm Di tựa đầu vào vai bà. Mặc kệ bọn họ ra chiêu gì. Chúng ta cứ như trước đó từng bước đáp lại thôi lão thái thái nhánh cả nhấp một hớp trà lúc này bạch ma ma bước vào đi tới trước mặt lão thái thái nhánh cả nhỏ giọng nói lục tiểu thư đoán không sai đại lão ra nhánh thứ hai quả thật lén lút nuôi ngoại thất bên ngoài nói đến đây bà dừng một thoáng những người đàn bà kia không sinh được đứa con trai nào nên có làm ầm lên cũng không gây được sóng gió gì lớn lão thái thái có cần tiết lộ chuyện này cho nhà nhị lão ra biết không Lão Thái thay nhánh cả chậm rãi suy nghĩ, đưa mắt nhìn thoảng qua Lâm Di. Lâm Di thấy bà nhìn mình mới lên tiếng nói, đại bá mẫu đã đến tình huống này. Đại bá phụ nhất định sẽ tìm con nối dòng ở bên ngoài. Lần này tuy chúng ta không tìm được con rơi của đại bá, nhưng cháu cảm thấy như vậy càng tốt hơn. Ngoại thất không có con trai, nếu đại bá mẫu biết được, chắc chắn sẽ đón vào phủ để trông chừng. Cho nên có thể kết luận rằng đại bá mẫu không hề biết đến vị ngoại thất này. Hai vợ chồng đại bá hiện đang đồng lòng chung sức giành tước vị, giờ phải xem giữa hai người họ có phải thật sự chẳng hề có ngăn cách như mặt ngoài không. Lâm Di ôm lò sưởi nhỏ áp vào lòng bàn chân của lão thái thay nhánh cả, muốn chữa sức bệnh thì phải dùng thuốc mạnh, nàng sẽ không nương tay với kẻ luôn muốn hại cả nhà nàng. Đến khi lão thái thay nhánh cả chợp mắt thiếp đi, Lâm Di mới đứng dậy ra ngoài. Bạch Mama vội vàng cầm lấy áo choàng, có mũ đã được hơ nóng cho linh lung. Lão Thái Thái dặn phải hơ nóng áo choàng cho Lục tiểu thư. Vào mùa đông dễ bị lạnh người lắm. Lâm Di cười nói cảm ơn Bạch Mama. Lục tiểu thư khách sáo với nô tỳ quá rồi. Lâm Di mặc áo choàng vào đi ra ngoài. Bạch Mama xoay người trở vào buồng. Lão Thái Thái nhánh cả nằm trên giường chậm rãi mở mắt ra, thở dài một hơi. Bạch Mama bước lên chờ nghe. Người nói xem con bé đang nghĩ gì vậy, chuyện gì cũng có thể nghĩ thầu, nhưng về hôn nhân của mình thì lại. Bạch Mama nói, nô tỳ nhìn cũng thấy sốt ruột. Nhưng hắn lục tiểu thư có suy nghĩ riêng của mình. Mỗi lần lão thái thái nhắc tới tề nhị ra cũng đâu thấy lục tiểu thư nói gì. Trong khi lúc lâm ra đánh tiếng, lục tiểu thư lại nói bất kể thế nào cũng phải từ chối. Trong lòng lục tiểu thư hẳn có tính toán riêng của mình lão thái thái nhánh cả khép hờ mắt ta nhìn ra được lục nha đầu chỉ muốn tìm một mối để ngày sau có thể được bình yên bạch ma ma cười nói vậy được rồi người như vậy chẳng lẽ còn khó tìm sao nghe vậy lão thái thái nhánh cả mở mắt ra nhìn bạch ma ma vậy ngươi nói xem ai sẽ phù hợp ai phù hợp à tầm thường thì chướng mắt phàm là có chút bản lĩnh thì ai không cầu công danh chứ bạch ma ma do dự nói ngẫm lại thì đúng là Lục tiểu thư vẫn còn nhỏ, con gái đến 14 tuổi sẽ có người lần lượt tới cầu hôn, đến lúc đó từ từ sàng lọc lại cũng được. Lâm Di dẫn Linh Lung đến phòng tiểu tiêu thị, biết được bà đã đến nhà trồng hoa. Tây viên mới xây xong phòng kín trồng hoa, bên trong đều là các loại hoa quý được chăm chút cẩn thận. Từ khi mang thai, tiểu tiêu thị rất ít qua đó, lần này hẳn là vì phải chuẩn bị tiệc đãi khang quận vương sợ hạ nhân chọn hoa không đẹp nên mới đích thân đi đây mà. Thái thái có cho người qua tìm lục tiểu thư, được biết lục tiểu thư đi hầu hạ lão thái thái rồi. Lâm Di gật nhẹ, từ tốn đi về phía Tây Viện. Hôm nay thời tiết rất đẹp, tuyết đọng bắt đầu tan, mai vàng đầu cành khẽ run rẩy. mỗi lần bị gió thổi sẽ bay dợp trời, cánh hoa đáp lên mặt lành lạnh hệt phiến băng. Lâm Di ngẩng đầu lên nhìn hoa mai trên cành, cách đó không xa bông có tiếng đàn. Thái thái mua đàn cho tiểu thư, là nhạc công đang thử đàn đấy. Lần trước Lâm Di nhắc tới nhân ngữ thu tiên sinh với tiểu tiêu thị, tiểu tiêu thị bền cho người đi mua đàn cổ để Lâm Di có thể chơi giết thời gian khi rảnh rỗi. Nghe tiếng đàn thì đây hẳn là một cây đàn cổ làm bằng gỗ ngô đồng thượng đẳng. Lâm Di theo tiếng đàn đi qua. Nửa chừng tiếng đàn kia bỗng im bặt, khiến người ta vẫn chưa thỏa mãn chốc lát sau bà từ quản sự dẫn trưởng quỹ tiệm bán đàn ra về, nhìn thấy hai người lâm di thì tiến lên hành lễ. Trưởng quỹ kia nhân tiện tùm tìm cười nói, thiếu gia trong nhà bản lĩnh thật, có thể đàn khúc nhạc khó như thế, đáng tiếc chỉ đàn nửa khúc rồi thôi, khiến người nghe cứ luyến tiếc nếu trong tiệm lão thân có. Hoành ca làm gì biết đánh đàn chứ? Bà từ quản sự liếc nhìn trưởng quỹ, vị trưởng quỹ kia lập tức im miệng, không dám nói nhiều nữa. Hai người lại khom lưng hành lễ rồi mới đi. Linh Lung nói, hay để nô tỳ đi hỏi thăm bà tử một chút xem vừa rồi là ai. Ở Trần gia nào ai có bản lĩnh này? Không cần hỏi nàng cũng đoán được. Lâm Di đưa mắt nhìn thoáng qua đỉnh Nghi trên phía đông sườn núi cách đó không xa, sau đó xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tới phòng trồng hoa thôi. Nhìn bóng áo hồng dẫn đi xa bên dưới, Chu thập cử chậm rãi nở một nụ cười chỉnh lại ống tay áo rồi thong dong xuống núi. Tiểu tiêu thị cắm hoa vào bình xong, cho người đưa vào phòng khách. Lâm Di nhận lấy bình hoa, mấy chuyện cắm hoa này mẹ cứ để con lo. Tiểu tiêu thị cười dịu dàng, ta nào có yếu ớt như vậy. Vừa nói bà vừa đưa tay vuốt ve phần bụng hơi nhô lên. Hai mẹ con chưa nói vấn đề chính thì đàm ma ma đã bước vào bẩm báo, khách quy muốn ra về, đang nhờ người gác cổng chuẩn bị ngựa à. Sao lại đi đột một vậy? Tiểu Tiêu thị vội vàng cho người đi gọi Trần Doãn Viễn, mau đi báo cho lão gia biết. Cùng lúc đó, Lâm gia chìm trong bầu không khí im lìm. Lâm Chính Thanh ngồi trong thư phòng nhìn gã sai vặt vừa làm vỡ nghiên mực đang quỳ bên ngoài. Gã sai vặt run rẩy nói, tiểu nhân sai rồi, xin đại gia tha mạng. Hồi lâu sau Lâm Chính Thanh mới vẫy tay cho gã vào phòng. "Ta hỏi ngươi." Lâm Chính Thanh nói bằng giọng rất nhẹ dường như trong lòng đang có vấn đề gì khó giải. Ta phải thế nào mà ngay cả bảng tiến sĩ cũng không lọt vào được. Gã sai vặt kia không hiểu, lắp bắp mãi vẫn chẳng đáp được. Lâm chính thanh nhìn sang nha hoàn hầu hạ cạnh đó, đi nói cho thái thái biết. Nghiền mực bị vỡ rồi, gã sai vặt lập tức quỳ xuống dập đầu không ngừng, đại gia, xin tha cho tiểu nhân. Tiểu nhân nói đây, dẫu nhắm mắt lại đại gia cũng thi đấu tiến sĩ à? Đồ vô dụng, lâm chính thanh vẫn nở nụ cười ấm áp như gió xuân không nghĩ ra được thì chuẩn bị cút về chuồng ngựa của ngươi đi đại gia đại gia gã sai vặt liền biểu hiện quyết tâm thế thì phải do triều đình sai sót trong khâu chấm bài có người hối lộ giám khảo hoặc là tiểu nhân nước mắt gã đã giàn rủa tiểu nhân thật sự không nghĩa hoặc là ta không hiểu đề thi lâm chính thanh tươi cười tiếp lời ta nói có đúng không Gã sai vặt nhìn Lâm Chính Thanh bằng ánh mắt van lơn, không dám nói lời nào. Nếu hắn thật sự chỉ thi đậu đồng tiến sĩ, vậy đề thi sẽ là gì? Chẳng lẽ là nhân quản trị quốc? Người ta thì mơ thấy mộng đẹp, còn hắn lại liên tục gặp ác mộng, mơ thấy mình chỉ đậu đồng tiến sĩ. Lâm Chính Thanh cười, đã vậy hẳn sẽ khiến người khác cũng phải gặp ác mộng. Đồng tiến sĩ, thời nhà Tống, khoa cử chia ra làm giáp những người đỗ ở giáp thứ gọi là đồng tiến sĩ đứng cuối cùng trong bảng danh dự các loại học vị tiến sĩ lâm chính thanh dùng ngón tay vẽ vẽ bâng quơ trên bàn bỗng bảo gã sai vặt lấy áo choàng lông cho mình đến quốc tử giám gần đến kỳ thi ở quốc tử giám sẽ rất đông người tìm sách tra cứu đại gia không bao giờ tới những nơi ồn ào bởi vì rất ghét phải nói chuyện với người khác vậy vậy để tiểu nhân đi nói một tiếng với thái thái. Cút đi, đúng là đồ chó săn, cái gì cũng muốn bẩm báo. Lâm chính thanh phất tay, đi ra cửa mới phát hiện hôm nay trời rất đẹp. Xe ngựa dừng trước của quốc tử giám, Lâm chính thanh bái kiến tiến sĩ rồi vào thư viện tìm thử mình muốn. Vị trí bên cửa sổ, con mồi thường ngồi ở đó. Tề nhị huynh, Lâm chính thanh lên tiếng chào trước. Tề trọng hiên ngẩng đầu lên, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy Lâm Chính Thanh, sao hôm nay Lâm Huynh tại đến quốc tử giám vậy? Tìm sách, Lâm Chính Thanh từ tốn đáp, vô cùng kiên nhẫn bắt chuyện với Tề Trọng Hiên. Hắn biết chuyện mình sắp làm là cực kỳ hèn hạ, thế nhưng chỉ như vậy hắn mới có thể lấy được sự yên bình và giải thoát cho mình. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.